Mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong các bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2023, thì Tiến cũng có một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái sự việc của chị Hà té xà lan 12 ngày mới nổi để mà chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy không, ở trước mặt của chú anh chị là sông Vàm Cống á, và cây cầu Vàm Cống trước mặt luôn. Thì đây là cái khu vực mà nơi mà chị Hà đã té xuống sông mà 12 ngày mới tìm thấy đó. Thì ngày hôm nay Tiến đến đây để mà gặp một nhân vật để mà chia sẻ về câu chuyện của chị Hà cho cô chú anh chị. Thì không biết là hôm qua có ai cúng kiến ở đây nha, có lên nhập vong nhập hồn gì đó về chị Hà đó cô chú anh chị. Nó giờ còn chén còn nhang đèn gì tùm lum hết trơn á. Thì em thấy làm vậy thì không có nên chút nào hết đó, tại vì gia đình chị Hà cũng đang gặp khó khăn rồi. Giả sử như mình muốn cái gì thì mình đến gia đình mình xin phép để mà mình giúp gia đình, chứ làm vậy em thấy không nên đó. Còn em không có mà biết về mấy cái việc này nên em cũng không dám nói nhiều đó. Thì sau đây thì Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ nghe một cái chú chia sẻ, và chú cũng đã làm cái thí nghiệm trên con sông để xem coi và cái vật dụng gì đã mà dính, nói chung là đã buộc chặt chị Hà dưới dòng sông này mà tới 12 ngày mới tìm thấy nha cô chú anh chị. Thì sau đây xin mời cô chú anh chị cùng nghe. Cũng ở cái ngay cái gần sông Vàm Cỏ, tôi có nói cho biết là tôi nghe không rồi nè, cái người thì nói cái mỏ neo, mà mỏ neo tôi thấy cái mỏ neo thì ở sâu lái cũng trên 100 kg, hàng tấn tôi không có nổi đâu. Cái điểm thứ hai là nói bây giờ bên cái trái độn, rồi đúng là tôi không đây không có trái độn, mà tôi lấy cái bình nó quy á 150 mm, tôi để dưới cái sông Vàm Cỏ nè, rồi tôi cột cái bao mà trong cái thùng mối, tôi là trong 4 thùng mối tôi đập nhiều tử ra, tôi để trong cái bao để cho nó nổi là tới 6 ngày để tôi kéo thử thôi vậy đó. Mà trong cái cọng dây hen tôi nói trước, cái cọng dây mà ở cái xuồng sâu lái có 1 tấn, cái cọng dây nó nhỏ hơn cánh cái tôi biết, tôi lấy cọng dây như vậy tôi cột lại cái miệng bao, rồi tôi mới cột cái bình, tôi thả xuống sông 6 ngày tôi kéo thử coi, mình cũng làm cái móc kéo như bên mà Long An chỉ đó, tôi kéo thử rồi nó mà bật không, kéo bật lên liền, bị cái khi ở dưới nước á, mà cái như cô Hà phải chết rồi, chết thì nằm sát dưới đáy, mà khi mà sình lên rồi là hai cái giò đưa lên, mà rồi giờ cái kiểu mà như tàu chạy với nước lớn nước rộng nó quạt hoài à, nó đưa qua đưa lại gì nè, là nó vũ là cọng dây nó phải là sắp sửa vụt. Rồi khi mà cái móc nó đụng vô đó là nó kéo một cái là cô Hà là vuột cái bao là dưới này nó bung lên luôn á. Tôi có làm vậy luôn rồi. Tôi kéo là khi mà nó vuột cái miệng bao qua hắn là mà cái nguyên 4 cái thùng mót là nó bắn lại chân. Thì tôi cho biết vậy đó, là chứ còn cái vụ mà cái mỏ neo là không có thể. Với hai nữa tôi có làm một cái này nữa. Cái mền mình á, cái mền mà cái mền mà kêu mà bung gòn đó, tôi mới trùm lại, tôi trùm lại cái 4 cái thùng mót, tôi mới gài xuống dưới nữa thử coi sao. Tôi lấy cái cây tôi xuống, tôi lạ lặng với tôi sốc mặt dưới tôi cột cái luôn, cũng để 6 ngày kéo thử coi cái mền này nó cắt hay không. Kéo lại cái mền 6 ngày là cái mền nó tét làm hai, là tôi có nghĩ như cô Hà bỏ vô cái mền hay là bỏ cái bao. Là nếu cái mền là trong, nếu hồi nãy tôi có 6 ngày mà nếu 12 ngày là cái móc sắt đó là nó kéo bứt liền, bứt kéo làm hai luôn. Nếu bứt là mình bứt là cô Hà bắt buộc phải nổi lên. Thì tôi có cái ý vậy đó, thì bây giờ bên YouTube cộng đồng mạng thì cũng lên tiếng như nó để là làm thử như tôi nói có phải sự thật hay không. Chứ bây giờ tôi làm cái bao mà cái dạng cái bọc cám đó, nó móc vô chứ không có lộ, nó không có rách. Dạ. Nó móc vô cái bao là vụt miệng nó bứt lên luôn rồi, chứ nó không có gắt nha. Còn cái mền mà cái mền bông gòn là nó gắt. Thì tôi cũng thì nhiêu đó tôi cũng góp ý thôi, tôi cũng mong á cộng đồng mạng nè để đưa cái ý kiến lên của tôi nói là để cho những bên gia đình cô Hà biết cái trong trường hợp đó. Rồi. Như chú thì chú cũng đã làm thí nghiệm là chú khả nghi và nó đúng chính xác nhất là cái mền. Thì không biết là cô chú anh chị nghĩ sao về câu chuyện của chú vừa chia sẻ, và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những cái phân tích liên quan về câu chuyện của chị Hà nha cô chú anh chị.
Thì trong cái thời gian đến cái mức độ mà phân chia ra cái khoản tiền mà làm công đó, thì thấy cái này là không có cái vợ chồng nào như vậy. Cái này là nó có những cái khác thường, ví dụ như làm là chia ra, của ai chia nấy. Thì trong cái thời gian này là nhờ cháu, cộng đồng mạng cháu hỏi lại là trong cái thời gian này vợ chồng sinh hoạt có mất bình thường không, quần áo chồng vợ có giặt giũ không, cung vợ nấu có kêu lên mời vợ chồng cùng ăn hay không, hay là cung ai nấy ăn rồi phòng ai nấy ngủ, có ngủ chung hay không, thậm chí bây giờ mình thấy có ly thân hay không, mình phải điều tra cái chỗ này phải không. Không ly dị nhưng mà có ly thân hay không, rồi thời gian là bao lâu, rồi từ cái chỗ này là mình thấy sống tại sao đã chia rồi mà cái anh này anh còn đòi tiền triệu là triệu gì, quan của anh tôi đã chia anh rồi. Thì bây giờ xảy ra cái sự việc này, cái sự việc này chồng vợ thì đã không cho là kết trâu đi, thì cái tài sản mà trong cái kết sắt này là cái của này là của vợ của con, tức là chia chia bốn đó, ba phần là của bên đây của Hà chỉ giữ lại, tức là hai đứa con là của là ba, còn ảnh là một, ảnh chia ra ảnh rồi. Thì bây giờ cái phần này là phần đúng kết sắt là phần của vợ, mà tại sao chị Hà chết là anh đập tủ, là cái này có phải là giết người cướp của hay không, phải không. Mình thấy cái phần này là cái phần của này của vợ, nhưng mà thành ra có chết chết, nhưng mà cái này mình phải mời tất cả cơ quan là tới mình mới khui ra cái đúng sắt. Còn cái này mình nói là vợ chết rồi, mình đập ra có khi mình giết vợ rồi mình cút cút của, tức là mình giết người cút của, thêm cái tội cút của, tức là của này là của vợ rồi. Bây giờ đã có cái văn bản đã làm ra chia cho anh rồi, nhưng mà anh đập cái sắt là cái sắt của chị Hà chứ đâu phải cái sắt chung của vợ chồng nữa, phải không. Thì bây giờ mình thấy là cái này mình cũng gợi ý nên công an thì ta biết rồi, nhưng mà mình cộng đồng mạng mình cũng nên gợi ý thêm cái chỗ đó, không phải ép tướng tướng. Bây giờ là đời ai cũng có cái sai lầm, đời ai ít nhất cũng có một vài lầm sai. Thì bây giờ cái cách tốt nhất phần sau là nên động viên khuyên là chủ tướng nên nên ra trình diện, nên ra để mà thấy được cái lỗi lầm của mình nếu có. Chỉ còn có 1%, duy nhất chỉ còn 1% là cô Hà tế, chứ còn 99% là phải có tác động. Thì bây giờ nếu mà cũng mong cho chị Hà tế, phải không, rất mong như vậy để làm chi, để cho nó còn có những cái hậu sau này của đôi bên vợ chồng, cho cô không muốn là 90%, 99% còn lại là không có nghĩ là muốn ông chồng giết vợ đó, hay là xô vợ, hay là bóp cổ vợ đó. Còn chết thì nó rất đa đa dạng chết. Bây giờ ví dụ như trùm cái mền, cái sức đàn bà mà trùm cái mền lên, trùm xếp 20 lớp trùm lên đè một hồi là ngộp thở chết thôi, phải không. Rồi bây giờ cái vấn đề neo thì neo sát, dù neo cái cây lát, neo cái bình, neo vỏ xe, neo cái neo thì nó cũng chỉ là một, cũng chỉ là một vật neo thôi. Không cần phải bình luận nhiều, để rồi hồ nó khai báo với công an rồi mình sẽ cộng đồng sẽ nắm, chứ bây giờ không cần phải đi tò mò mấy cái đó làm gì. Cái vật chứng đó là bên công an người ta đã đi sâu hết rồi, đã đi sâu hết rồi. Nhưng công an sợ nhất là sợ cái gì, sợ nếu mà hớ lên trật một cái là tội phạm nó xem thường. Lỡ một nó có thật, nhưng mà lỡ mà công an mà chưa có kỹ đó, chưa có cái vật chứng kỹ đó, hỏi một cái là tội phạm nó thấy đùa mà để công an đi tập được rồi, mình thắng rồi, thấy chưa. Cho nên công an rất sợ cái đó, cho nên phải nắm cho chính, nói là im cái mồm liền, anh phải cúi đầu liền, nó mới bắt, nó mới mời, chứ không phải tới hỏi lên trời dưới đất rồi công an nó rào rào thằng thằng tướng cái này rào cái quá rồi, công an đi lại rào đất rồi, mình ngon rồi, thấy không. Sau này rất khó điều tra, rất khó điều tra. Cho nên là ông đừng có trách móc công an mà sao mà anh chậm, hay là anh bởi vì thế giới sợ công an Việt Nam, sợ cái đó, sợ tổ mạng nào vô không dính hết, không có thằng nào đi qua lọt mắt cho công an Việt Nam á. Còn có thể nói là tội phạm này đừng, mình đừng có nhiều khi nhiều a dua quá, nhưng mà cô Hà này thì nói thật cái cháu cũng có nhiều cái sai, nhiều cái điểm sai. Bây giờ sao vậy, bây giờ gia đình cũng có khuyên nói, thôi giờ mẹ ruột khuyên nó không ấy, hai đứa nếu dám ăn ở không được thì thôi mình tính đi mà để mà làm lại. Thì nó mới nói là sợ con, nó bán cái cho con, sợ con sau này không cha. Thì biết chồng nó cũng có những cái tốt gì đó, nó cũng nối tiếc cái gì đó,
Nhưng nói tiếc là mình không biết giữ, mình không biết tẩy rửa những cái mà chồng không không có. Dạ. Chồng không có thì nó thiếu, nó thiếu thì nó mới đi đi tìm. Ừ, thì bây giờ nó mới tập ra cái chỗ này, nó không có đáp ứng được. Ví dụ như anh thiếu cái gì, anh cần cái gì, em nếu đáp ứng được em đáp ứng cho anh. Ví dụ như chồng làm mệt thì đổ mồ hôi đem lao cho, đem lao mồ hôi, trời ơi anh làm thẳng mồ hôi ra quá. Dạ. Chồng nào mà đi đỡ hết đâu. Cái tình cảm nó thấm thía, nó nồng nàn, nó có những cái sâu nặng. Nó còn anh trên mặt anh tiên rồi, rồi mỗi thứ mua tiền, mỗi thứ mua tiền, nó này kia rồi âm âm lên. Ví dụ như thế thì mình thấy đây là một cái, nếu mà xảy sự ra cái vụ này là hai người đều có lỗi. Dạ. Phải công bằng như thế, hai người có lỗi. Nếu mà trường hợp một người mà sống tốt thì cái hành động kia, người kia có dù có một tướng cứu chăng nữa không bao giờ có những hành vi xấu, không bao giờ giết người. Cho nên mình phải nói là hàng hai thì có thể thằng Tuấn giờ này là rất đau khổ, dù nó không có giết vợ nó chăng nữa cũng vẫn đau khổ như giết vợ nó. Dạ. À, bởi vì người ta đã phân bủa rồi, bao dây rồi, thì mình phải cho người ta một cái con đường thoát. À, nếu thằng Tuấn có thì nên đầu thú là cách tốt nhất, đó là một cách cởi mở thoát được những cái nhẹ nhàng nhất, dù là tử hình sẵn sàng chịu. Dạ. À, còn nếu không có thì mình cũng muốn tạo điều kiện đến đó để mình khai một cái lời khai rất thật. Dạ. Chỉ có thật là cách tốt nhất. Ừ. Đã khuyên Tuấn như vậy, nói chú là chú khuyên, chú như là cha mẹ của ông Tuấn, chú khuyên Tuấn như vậy. Còn cái sai thì đời ai cũng ít nhất vài ba lần sai, vài dạ. ba lần nóng. Nhưng bây giờ chú nói con nghe nè, giết người cướp của, tức là mình làm biến, mình trình ra người ta, mình tới mình giết người ta, mình lấy của, thì cái đó tội, tội rất đáng tội. Còn mà gây lộn, gây gỗ nhau, nóng giận với nhau, hai người giết, tức là 50-50, hai người đều có lỗi rồi. Dạ. Đó là dứt khoát rồi đó. À, mình cũng có vài ba lần nóng cho con. Dạ. Vài ba lần tức chứ, có nhiều khi tức muốn học máu rồi chứ. Để cho nên cái này là mình, cái mình cũng không nên đi một chiều, mà phải nên đi hai chiều. Dạ, dạ. À, cho nên người ta thường nói là cá ương tài trợ mà vợ hư tài chồng, chồng hư tài vợ. Chồng tại sao giết chị, chồng tại sao đánh chị, cái này chị coi lại với chị, phải không? Ừ. Không có ai ngu mà nói, để em lau mồ hôi cho anh, trời ơi làm mệt quá em lau mồ hôi cho nó tát tay mình nè, có không? Dạ, dạ. Ừ. Hay là anh đừng có làm nữa, anh làm để cho mấy lính nó làm đi, ông làm vậy mai mốt ông bệnh rồi, ông khổ thân ông đó. Mình cưng, phải không? Dạ. Trời ơi, vợ nó thương quá, trời đất ơi, huông cái thôi, phải không? Dạ, dạ. Nên là mình thấy đây là một cái tâm lý mà giữa vợ chồng thì lẽ ra đó. Ngay cái lúc từ đầu, à mình đừng nói mình kho cái nồi cá đó, con kho nồi cá mình nói tôi kho mặn lắm rồi không bao giờ thiêu đâu, chứ anh để một tháng thôi, hai một tháng nó không thiêu, hai tháng nó phải thúi chứ. Nên yeah. vợ chồng cũng phải nên tâm tình thì thầm to nhỏ với nhau, tức là cộng đồng mạng nên rút kinh nghiệm cái này, chứ cái chuyện nó đã qua rồi, nói con thấy không? Dạ dạ dạ. Cho nên thì thôi, nó như vậy mới ra cái xã hội, nó như vậy mới là nó mới có ý nghĩa, cái đời sống nó như vậy mới có sự học hỏi lẫn nhau. Chứ nếu không có người xa, người sai thì làm sao mà tìm được người đúng, phải không? Dạ. Yeah. Không có người ác thì làm sao biết được người hiền. Cho nên rồi Tuấn cũng là người chịu tận cái tay cho mình. Mình phải toàn học hỏi để rút ra nhiều cái kinh nghiệm, mình đừng làm cho đúng. Dạ yeah, chú. Yeah. Mình đừng có sống như con Hà. Đó là nữ, phải không? Yeah. Mình đối xử với chồng mình. Chứ đừng có nói, anh ơi, em anh xin triệu mà em còn có 500. Ví dụ nữa. Dạ, yeah, dạ. Yeah. À, cho nên là mình phải có những cái lời sao mình nói cho nó thích hợp để chồng mình. Nhưng mà cái mà nói hành vi nè, cái hành vi mà Tuấn nó, hành vi với vợ nó là ngay trong cái thời gian mà nó tách ra 4 chiếc xà lan kia đó. Thì không biết ngày đêm giờ nào, nhưng mà nó khi tách rồi, anh nói là anh còn có một số bia nữa anh uống. Tiếp tục uống thì cái đó để gây kích thích thêm để cho con miễn nồng độ để hành động, thì đó là trong thời gian đó. Nhưng nếu ban ngày thì nó chở ban đêm, mà ban đêm nó im sát là điểm ban đêm. Dạ. Yeah. Nhưng mà nói như mọi người nói là cái này có cộng tác bên ngoài thì cái đó đúng sự thật. Bây giờ con người nó mất thăng bằng, không khi nào đủ cái bình tĩnh để mà dặn xếp một mình. Cái này là có thật, có nhiều người, có từ ít nhất tức là một người thêm viên tướng, đó là ý ra nha, chứ còn mình có ba người đó, thì mình thấy vậy. Còn cái vấn đề mà cái mà dìm xuống dưới thì nó là một thôi, dù có nhiều thứ nhưng mà mình chỉ nói là một cái dìm sát thôi, còn cái mà cái gì đó thì để sân bay bố Hùng Tuấn nó nói. Dạ dạ. Rồi vậy thôi. Thì cô chú anh chị cũng đã vừa được nghe hai cái sự chia sẻ, cũng giống như là có một chú đã dựng lại hiện trường và cũng
mô tả lại những cái vật dụng mà có thể xảy ra trong cái câu chuyện của chị Hà và đi đến kết luận đó là chiếc mền. Thì không biết là cô chú anh chị nghĩ sao về cái kết luận này, thì cô chú anh chị hãy để lại cái bình luận phía bên dưới để cùng trao đổi cùng Tiến Vlog nha. Đó thì cái câu chuyện này cũng sẽ dần sáng tỏ thôi, sắp tới hồi kết rồi cô chú anh chị. Người có tội thì sẽ chịu tội thôi chứ không có để oan sai đâu, và chị Hà sẽ được minh oan sớm thôi. Đó thì em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị một số những cái thông tin trong ngày hôm nay. Thì em xin nhắc lại thì đây cũng là những cái thông tin mang tính chất là tham khảo chứ không có nhằm khẳng định hay buộc tội hay cáo buộc bất cứ ai trong cái câu chuyện này ha. Cô chú anh chị mình cảm thấy mình khả nghi thì mình đưa lên những cái nghi ngờ của mình chứ chúng ta không có quy chụp hay kết tội một ai đó nha. Thì em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Cô chú anh chị nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.